Ok, hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại clip chơi game Silent Head kiểu loa của mình nha. Thì, ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái tựa game mà nó chính là Gardimod. Thì cái tựa game Gardimod này cho phép chúng ta có thể là tạo những con quái vật khác nhau. Thì hiện tại mình đang ở trong chế độ sinh tồn. Đấy, chế độ sinh tồn này chúng ta có thể vui đùa với cả con quái vật này nhá. Thì ra hiện tại là bây giờ mình đang điểm huyệt nó sẽ không tấn công mình, nhưng mà nếu mà mình thả ra này, các bạn nhìn nhá. Giờ này. Này, bây giờ nó sẽ tấn công mình. Từ từ xem con nào sẽ tấn công mình đây. Mình xin. Đây rồi, các bạn thấy không? Đây là cách mà con quỷ đầu loa nó tiêu diệt mình ấy. Đấy. Nó ăn thịt mình ấy. Thì là quỷ đầu loa này là nó hay kiểu như là nó hay trú ngụ ở trong, ui rồi. Nó hay kiểu như nó đã ẩn nấp ở trong những cái rừng, kiểu như là rừng rậm Amazon, nó ẩm thấp với cả nó nhiều cây cối tùm ấy. Thì là nó rất dễ gặp những con quái vật săn này hết này. Đấy. Nó hay ẩn nấp trong đấy và nó phát ra tiếng âm thanh loa để nó dụ chúng ta đến. Các bạn biết vì sao mà cái con quái vật xa né này ở ngoài thì người ta thường thường người ta hay bảo là nó sẽ không chủ động nó đuổi theo chúng ta không? Bởi vì nó sẽ chỉ cần nó núp vào trong cây, bắt đầu nó tạo ra cái âm thanh và nó kiểu như là cái âm thanh đấy nó phát ra cái tiếng nhạc ấy. Rất là hay luôn, nó dụ chúng ta đến và nó ăn thịt. Thì là bây giờ mình sẽ thử triệu hồi một con rồng năm đầu Hydra xem là đây. Hydra và đánh nhau với cả con quỷ đầu loa này để xem là con nào sẽ giành chiến thắng. Wow! Kinh chưa các bạn? Rồng năm đầu đấy các bạn ạ. Được rồi. Wow. Có vẻ như Silent Head sợ rồi sao ấy. À đây rồi, đây rồi. Kích động rồi anh em ạ. Nó sợ luôn này, nó không dám đánh luôn này mà này. Con quỷ đầu loa chạy rồi anh em ạ. Mổ, ui. Cái con rồng năm đầu này như nó là con rắn thì phải. Nó không phải là con rồng nữa các bạn ạ. Wow. Ghê. Nó là con rắn nha các bạn. Thực ra nó là con rắn đấy. Các bạn nhìn cái đầu nó đi. Nó phun độc độc này, với cả nó thè lưỡi này, kinh không? Ủa, to vãi. Ghê vãi này. Được rồi, thì bọn quái vật này đang đánh nhau, không biết con nào giành chiến thắng được. Bởi vì là mình đang chọn cái chế độ máu siêu nhiều luôn. Cho các bạn xem là cái chế độ máu của này nó sẽ con sai hết bao nhiêu máu nhá. Đây, con sai này hết nó sẽ có 100.000 máu nhá. Và con rồng Hydra thì nó có 480.000 máu, đánh mãi không chết. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử sử dụng một con quái vật siêu mạnh ra để mình tấn công con quái vật này để xem là con quái vật này có thể đánh thắng được cái bọn săn này hết với cả con rồng Hydra hay không nhá. Đây mình sẽ triệu hồi đó chính là con người khổng lồ xanh ấy, kính chưa. Wow, holy shit. Wow, nó chưa thèm đánh luôn mà nó chỉ cần gầm một phát thôi. Ui, nó hóa khổng lồ anh em ạ. Lập tức là bọn săn này hết và con Hydra chết luôn, teo luôn, nghe họ luôn. Ơi, ui rồi, ghê thật. Đây, ok, từ từ, mình phải sẽ phải lôi đầu của cái con sai đàn hét này nó lên cái đá. Wow, ui, nó đấm rồi anh em ơi, nó đấm các bạn ạ, nó đấm chết luôn rồi. Như vậy là sai đàn hét tèo nha mặt. Được rồi, mình sẽ thu phục lại con quái vật này vì nó mạnh quá. Bây giờ nhá thì mình sẽ triệu hồi một con quái vật khác, đó chính là đội quân. Đây, rất là hot luôn trong phim hoạt hình này. Đây là con quái vật búp bê hung ghi nha các bạn. Đấy, hung ghi nha, rất là mạnh luôn đấy. Mình không biết là nó có mạnh hay không nhưng mà nghe nói nó rất là tởm luôn. Wow, quái vật hung ghi này anh em ơi, ghê chưa. Đấy, các bạn nhìn này, cái quả răng của nó thì thôi, ôi trời ơi luôn, nó chảy cả nước dãi ra thì kinh vãi. Các bạn để ý mồm của nó là hình trái tim luôn này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ triệu hồi Silent Head rồi nha các bạn. Thì là Silent Head sẽ chiến đấu với cả một con quái vật này. Và lần này thì chúng ta sẽ triệu hồi Cartoon Silent Head nha. Đó chính là con mèo quỷ đầu loa nha các bạn nhé. Mèo đầu loa. Đấy, bạn thấy kinh không? Ây, này, sợ chưa? Đấy, đây là mèo đầu loa đấy các bạn ạ. Ở dưới của nó là con Cartoon Cat. Nó là con quỷ mèo. Nhưng mà ở trên đầu của nó ấy, nó mất cái đầu của mèo rồi mà nó trở thành con đầu loa. Tôi thè cái lưỡi ra nhìn kinh chưa. Được rồi, bây giờ quỷ đầu loa sẽ ăn đâu. Đây là mèo quỷ đầu loa sẽ đánh nhau với cả quái vật búp bê hung ghi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thả ra này. Lên. Ok, chiến đấu đấy, ui dồi ôi. Ôi. Wow. Vai trưởng thật. Như vậy là ấy, cái cuộc chiến này thì con hung ghi rất là mạnh luôn, các bạn thấy không? Mình đã bảo rồi, cái con búp bê hung ghi là mạnh cực. Nó là rất là hot luôn. Các bạn biết Bảo Ren không? Bảo Ren là đang làm về cái con búp bê hung ghi này. Đấy,
Tức tởm luôn. Thì bây giờ mình cho các bạn cận cảnh xem là búp bê Humvee nó như thế nào nha các bạn. Nó như thế này đấy. Đây này, đấy. Răng rất là nhọn luôn. Và cái hàm răng của nó thậm chí nó còn có cả ở bên trong luôn các bạn ạ. Kinh không? Răng mọc vãi trưởng thật. Mắt thì lồi, lòng trắng rất nhiều luôn. Đấy, cái đầu của nó thì hình kiểu kiểu như kiểu trái tim ấy, cái mõm của nó trái tim luôn. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi một con Siren Head khác để chiến đấu với cả con quái vật không ghi rồi nha. Đấy. Mình nghĩ là chỉ cần hai con Siren Head thôi. Và đây không phải là Siren Head bình thường. Đây chính là con quỷ đầu búa nha các bạn, quỷ đầu rìu. Các bạn gọi là quỷ đầu rìu cũng được mà gọi là quỷ đầu búa cũng được, bởi vì là nó bắn ra. Các bạn nhìn cái ở cái góc này thì nhìn rất giống cái rìu, nhưng mà khi nó bắn trưởng ra ấy thì là những cái con cá mập các bạn ạ. Con cá mập thì nó cá mập búa, cho nên là các bạn gọi là gì hay búa cũng được nha. Lên bắn trưởng đi. Wow, đấy bạn thấy chưa, nó bắn trưởng cá mập búa kìa. Wow, tèo luôn rồi anh em ơi. Như vậy là con Humvee này nó đã ăn thịt con Siren Head rồi. Ok, như vậy là Siren Head có hai con và con Humvee này thì nó đã ăn thịt rồi. Humvee này chỉ có một con thôi. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng một loại vũ khí để mình thử tiêu diệt con Humvee này xem nó có tèo hay không nhá. Đâu ta? Mình sẽ sử dụng một loại vũ khí nào đây? Đây, bây giờ thì mình sẽ sử dụng vũ khí của Gaster nha các bạn. Đấy, Gaster. Bây giờ mình chiếu này. Ok, chúng ta lựa chọn mục tiêu đó chính là Hungry. Chiu. Rồi, tèo luôn. Như vậy mình đã tiễn nó về tổ tiên nó rồi anh em ạ. À. Đấy. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ triệu hồi một con quái vật nữa ra nha các bạn. Và đầu tiên thì mình sẽ triệu hồi Siren Head. Đấy, Siren Head cho chúng ta vẫn là tâm điểm nhá. Đâu nhỉ? Bây giờ thì mình sẽ thử triệu hồi một con Siren Head nào ta. À đúng rồi. Đây, con Mecha Siren Head. Đấy, kinh chưa? Ok. Bây giờ Mecha Siren Head. Ấy. Bây giờ mình sẽ thử thu nhỏ con Mecha Siren Head này xuống để cho các bạn dễ nhìn hơn nha. Ấy, nó thực ra nó rất là khổng lồ luôn. Thì là bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi một con quái vật. Ui, con này là con gì ta? Wendigo các bạn ạ. Wendigo, mình không biết nó là con gì. Nhưng mà nhìn nó rất là tởm luôn. Đây này. Đấy. Wendigo đấy. Con này là nhìn giống cái con Linh Dương đầu à, con Tuần Lộc anh em ạ. Con này nhìn giống con Tuần Lộc các bạn ơi. Đúng không? Con này nhìn rất giống con Tuần Lộc luôn, bởi vì nó có cái sừng này, nó giống như kiểu là cái con Tuần Lộc mà cho ông già Noel cưỡi lên ấy, bay trời ấy. Nhưng mà con này nó còn quái vật các bạn ạ. Kinh vãi hàng. Nhìn này, con này như kiểu nó hóa zombie rồi ấy, nó không phải là con Tuần Lộc bình thường rồi, bây giờ nó đứng thẳng luôn này. Con Tuần Lộc nó đi bằng 4 chân, con này nó đi bằng 2 chân luôn, tởm vãi. Được rồi. Ok thì Tuần Lộc quái vật sẽ chiến đấu với cả Siren Head. Đấy. Sau cái trận chiến Siren Head này thì mình sẽ thử biến hình thành Siren Head nhé. Holy shit. Wow. Con Tuần Lộc này nó tàng hình anh em ơi. Ô à. Wow, nó chết rồi anh em ạ. Nó đi rồi anh em nhé. Nó tèo rồi. Wow. Ghê. Holy shit. Nó trâu ủi rồi. Ok. Như vậy là với cái sức mạnh của Mecha Siren Head thì nó cuối cùng cũng đã tiêu diệt cả con Tuần Lộc rồi đấy các bạn ạ. Thì là bây giờ ok mình sẽ thu hồi lại nha. Hiện tại bây giờ nó đang bị lỗi cái quái gì đây? Cái Edo này nó bị lỗi cái gì đây? Rồi, bây giờ không cần biết nó lỗi cái gì thì bây giờ mình sẽ đi xuống cái mục đấu trường này, sẽ xuống cái thảm cỏ này, cỏ xanh. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Siren Head này ra. Đây, mình sẽ lấy con Siren Head này đi. Sau đó mình sẽ biến hình trở thành con Cartoon Siren Head. Đấy, bây giờ biến hình thành Cartoon Sun này hết nha. Nhưng mà trước khi biến hình thành Cartoon Sun này hết thì mình sẽ triệu hồi quái vật nhện nha các bạn. Đấy, cho bạn xem đây là quái vật nhện này. Đấy, kinh chưa? Wow, đây không phải là quái vật nhện bình thường anh em ơi. Đây là con Cartoon Spider. Trời ơi, à, Cartoon Cat Spider anh em ạ. Wow, Cartoon Cat bây giờ biến thành con quái gì đây? Cartoon Cat này bạn này nhìn. Đấy, kinh không? Cartoon Cat bây giờ biến thành nhện rồi anh em ơi. Wow, nó biến hình rồi, nó biến hình rồi, dị nhân rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử biến hình vào người của con Siren Head. Chính xác hơn là con Cartoon Siren Head sẽ chiến đấu với cả con Cartoon Siren Head, à các Cartoon Cat Spider nha. À, bạn thấy kinh không? Mình đứng như kiểu là mình đang là chỉ huy ở đây ấy, tộc trưởng ở đây luôn. Ok. Để xem hai chủng loại quái vật này nó có đánh nhau hay không nha. Rồi thả ra này.
Wow, wow, nó tiến lại gần mình rồi, chạy 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 thôi, chạy thôi, cho anh em mình đánh, cho anh em mình đánh. Wow. Mày này cưng. Mày này, ui, nó đẻ ra những con kìa, trời ơi. Mày này. Chiu. Wow. Wow. Như vậy là đội quân Cartoon Sanet của chúng ta gần như là tèo hết rồi anh em ạ, chỉ còn hai con thôi, nhưng vẫn chiến thắng nha. Ok, chứng tỏ mấy con nhện này mạnh phết. Được rồi, thì là bây giờ mình sẽ nhập thể lại. Chiu. Rồi, đấy, bạn thấy kinh không? Mình nhập thể mọi người là con Cartoon Sanet, bạn thấy tầm không? Wow. Đấy, đấm nhau thử cái con Cartoon Sanet xem nó có đánh mình không nhá. Một đá này. Wow, nó không làm gì mình luôn trời. Lên đi trước cưng. Mày này cưng. Nó không dám, úi giời, nó không dám đánh. Thế thì ta sẽ đá vào nhà ngươi. Đá phát thằng mông này. Úi giời, mổ phát đi luôn, ok. Đấy, bạn thấy kinh không? Khi mà mình biến hình trở thành con Cartoon Sanet rồi thì mình thống trị luôn đội quân của Sanet luôn. Ok. Thì là bây giờ mình sẽ thử triệu hồi con quái vật. Ơi rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chính là quái vật này anh em ạ. Quái vật là Anon House. Nó giống như kiểu mặt tròn đấy. Ôi có cả Squid Game này, Joker, Squid Game này, vãi trưởng. Wow, ghê thật. Wow. Mày này con, ui dồi ôi. Nó mạnh vãi bạn ơi. Đó, từ 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 từ, con này con Squid Game nha. Con này là con mặt tròn Squid Game. Đây, mình sẽ để vào đây. Wow, đây là con mặt đen này bạn ơi. Mặt đen, đây là hộ vệ của búp bê ma này anh em này. Kinh chưa? Ai hộ vệ búp bê ma mình sẽ triệu hồi mặt tròn ra nha. Holy shit. Wow, con mặt tròn này nó to vãi hàng luôn. Trời ơi. Được rồi, mình sẽ thu nhỏ cái con mặt tròn này một tí bởi vì nó to quá. Ok, như này nhá. Rồi, đấy. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi quỷ đầu loa ra để mình tấn công mặt tròn này nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi quỷ đầu loa là bây giờ nhỉ? Mình sẽ triệu hồi con Sirenhead này đi. Đây, chính là con quái vật này. Nó rất là cao luôn. Đấy, đấy, nó ngồi xuống này. Ok, bây giờ sẽ để cho Sirenhead tấn công mặt tròn với cả con Squid Game. Ấy, con mặt đen trong Squid Game nha. Mình sẽ đứng mình xem. Lên. Ui. Wow. Như vậy đội quân Squid Game thực sự rất là mạnh luôn. Nó ăn thịt luôn sao để hết rồi anh em ạ. Bây giờ hai cho hai con tròn này đánh nhau. Wow. Trời ơi. Con Squid Game này thật sự rất là mạnh luôn nhá. Nó rất là mạnh luôn. Được rồi. Thế thì trong trường hợp mà nó mạnh như này rồi ấy, chúng ta sẽ triệu hồi một con quái vật mới ra nha các bạn. Đây là lưu quái vật. Để xem là con quái vật này nó sẽ siêu to khổng lồ đến mức độ nào nha các bạn. Chuẩn bị nhá. Sẵn sàng chưa? Lên. Holy shit. Wow. 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 Trời ơi. Đây là con quái vật gì đây? Oh. Wow. Nó rất là to luôn. Đây là con quái vật quái quỷ gì đây trời ơi. Nó là một con quỷ các bạn ạ. Úi dồi ôi, cái mặt của nó này. Sợ chưa? Bạn ơi, thì mình đánh giá con quái vật này là hai mắt của nó trắng. Mà như nó như kiểu là tuyết đấy các bạn ạ. Nó như kiểu băng giá ấy. Con này nó giống kiểu băng giá ấy. Mặt của nó thì chả... Úi nó đổi màu anh em ạ. Nó đổi màu nhá. Wow. Cơ thể của nó thì là cái vóc dáng thì giống con người. Nhưng mà thực ra nó là con quỷ. Nó là con quái vật. Bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái con quái vật này lại để xem tình hình thế nào nhé. Khi mà nó xuất hiện ấy, thì là cả cái bầu trời này nó tối xì xì lại luôn. Không nhìn thấy cái quái hết các bạn, nó như kiểu sương mù răng lối. Được rồi, chúng ta sẽ thu nhỏ con quái vật này lại để chúng ta có thể quan sát được nó. Chứ còn cái hình thù chính gốc của nó là nó xỉu rời ơi. Wow, con quái vật đổi màu anh em. Sự xuất hiện của quái vật đã biến những con Squid Game trở thành con quái thú tuần lộc rồi anh em ạ. Không thể tin được luôn. Trời ơi, vừa lấy vừa nó vừa ở đây xong mà sao nó biến thành con quái vật này rồi. Trời ơi. Mình không hiểu luôn ạ. Vãi trưởng thật. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cho hai con quái vật này tỉn nhau để xem là con nào giành chiến thắng đây. Wow. Wow, nó đổi màu. Ui dồi ôi. Holy shit. Wow, wow, con quái vật này là mạnh vãi cả trưởng luôn. Ồ, lốc xoáy, lốc xoáy, lốc xoáy, lốc xoáy, lốc xoáy, trời lốc xoáy.
Hình như là lốc xoáy từ cái con này nó bắn ra thì phải ấy. Ok, thì là tập tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái con quái vật này xem nó mạnh cỡ nào nhá. Như vậy là cái clip này mình sẽ chấm dứt tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn xem hết cái video này nhá các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, like, chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Bye bye tất cả các bạn, yêu tất cả các bạn. Các bạn hãy chờ nó xem cái clip tiếp theo. Mình sẽ làm về cái con quái vật này nhá. Nó là con quái vật mới đấy, rất là mạnh luôn. Bye bye tất cả các bạn nha. Bye bye, yêu tất cả các bạn. Bye bye.